Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyễn Tất Nhiên, nhà đẹp hạnh phúc lại mời các bạn cùng đi thăm một mẫu nhà ống ở nông thôn mới xây dựng xong. Đây là bác chủ nhà, bác đang dẫn mời quý vị vào trong nhà. Đây là khu vực sân, cũng là khu vực để xe, ghế đá. Toàn bộ cửa bác làm khuôn gỗ, cửa gỗ. Bước lên 5 bậc vào phòng khách. Wow. Bác này thiết kế nhà cũng thoáng rộng và đẹp quá. Đây là không gian phòng khách. Khoảng 50 mét vuông các bạn nhé. Phòng khách liên thông với phòng bếp. Bác đang vào bếp để bật điện cho nó sáng. Bố trí đèn rất là lộng lẫy. Đây là bộ bàn ghế nguyên khối, gỗ nguyên khối, phong cách Nhật nền. Khi kê bộ bàn ghế thấp như thế này thì các bạn cảm giác là phòng khách nó sẽ rộng hơn và thoáng hơn. Khu vực gầm cầu thang bác dự kiến là sẽ để kệ và tivi. Từ phòng khách vào là đến cầu thang. Cầu thang bác bố trí là cầu thang giữa nhà. Cầu thang gỗ kính làm rất là kỹ và cẩn thận. Liền đến là không gian bếp. Tiếp đến là phòng ngủ số 1. Đó, các bác đang vào bật điện cho quý vị tham quan. Đây là phòng của cô con gái đầu của nhà bác. Hơi tiếc một chút là bác không bố trí được cửa sổ ở phía bên kia nên là phòng này hơi bí. Phòng này được khoảng 14 mét vuông các bạn nha. Tủ quần áo, giường, bàn trang điểm. Đi tiếp vào phía trong là phòng vệ sinh và phòng tắm. Các bố trí phòng tắm cũng tương đối rộng. Trong phòng tắm thì cũng có bệt. Trang bị cũng khá là hiện đại. Và bên cạnh bác cũng bố trí thêm một phòng vệ sinh riêng nữa. Giờ các bạn trở lại phòng bếp và quan sát từ bếp ra phòng khách. Quá thoáng luôn. Khu vực bếp thì đang trong quá trình hoàn thiện tiếp. Tủ bếp là bác chưa làm được. Đó, công trình vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Đấy, cái ống nhựa các bạn nhìn thấy đấy là các bác để làm ống chờ để dẫn quạt hút mùi vào đó. Giờ mình đi lên tầng 2 để xem bác ấy thiết kế thế nào. Tính từ mặt đất lên đến tầng 2 là 23 bậc cầu thang. Cũng nghiên cứu phong thủy ghê phết. Cầu thang thì bác thiết kế là cầu thang gỗ kính, phong cách rất hiện đại. Mặt bậc thì đá đen mà cổ bậc thì đá trắng, cái độ tương phản nó rất lớn nên là nhìn nó rất đẹp sang trọng. Giờ đi lên tầng 2 cùng bác này. Đấy, đây là khoảng nhìn từ cầu thang xuống phòng khách. Rất là sắc màu.
Bố này cũng ăn chơi lắm đây. Cũng đi bar nhiều lắm rồi đây. Đấy, bác đang chờ sẵn ở trên tầng 2 để làm hướng dẫn viên cho chúng ta đây. Tổng số cầu thang, bậc cầu thang là 23 bậc lên đến tầng 2. Giờ đi theo bác ra phía trước của ngôi nhà xem bác ấy bố trí thế nào. Phòng đầu tiên là bác làm một cái phòng ngủ. Phòng này là làm phòng ngủ dành cho khách mỗi khi có khách đến nhà chơi. Nhưng mà điểm yếu của phòng này là bác cũng chưa thiết kế được cửa sổ ở phía bên kia, là cũng rất là bí phòng. Nếu bạn nào làm mới thì cố gắng bố trí cửa nhé. Tiếp đến là không gian phòng thờ. Bác bố trí phòng thờ ở một cái phòng đẹp nhất luôn của ngôi nhà. Phòng thờ rất là rộng, thoáng rộng. Vợ bác là đi theo đạo Phật nên là bác cũng dành một cái phòng rất là thoáng đẹp. Bác đang giới thiệu là có lắp cả điều hòa các bạn nhé. Trần sao âm vậy, mình ở có điều hòa thì các cụ cũng nên có điều hòa. Nói vui với các bạn vậy thôi chứ vợ bác đi theo đạo Phật nên là cái thời gian mà tụng kinh là cũng rất nhiều, nên là bác đã thương vợ và đã lắp cho vợ cái điều hòa phòng tụng kinh đây cho nó yên thân để bác đi uống rượu đây đấy. Đây là hành lang của phòng thờ, nhìn ra phía trước rất là thoáng rộng. Cái khoảng mái tôn này bác đang có dự kiến làm một cái sân chơi, bác lật bỏ đi làm một cái đổ một cái sân chơi để có bác trồng hoa cây cảnh và phong lan ở trên này. Đấy, bác đang đang giới thiệu là sẽ làm một cái sân chơi ở trên này. Giờ mời quý vị và các bạn trở lại khu vực đằng sau xem là bác ấy thiết kế buồng phòng thế nào. Tiếp đến là không gian phòng ngủ số 3. Đi qua cầu thang về phía đằng sau là phòng ngủ số 3. Phòng này bác ấy thiết kế cho cậu con trai lớn ở trong nhà. Đấy. Như phòng này là bác đã thiết kế được cửa sổ phía bên kia đấy. Phòng nó thoáng sáng hẳn luôn. Mà nó phải có cửa ra cửa vào thì nó mới thông gió. Các bạn có đồng ý với mình không? Tiếp đến là phòng ngủ số 4. Phòng này chắc là của hai vợ chồng bác này. Đấy, phòng này cũng bố trí được cửa sổ rất là tuyệt vời. Và mỗi phòng ngủ của bác là khoảng 14 mét vuông các bạn nhé. Kê giường, kê tủ rồi là bàn trang điểm, thoải mái luôn. Rồi đi ra phía đằng sau cùng của tầng 2. Là bác cũng bố trí sân phơi để máy giặt. Và cũng có một nhà vệ sinh toilet đầy đủ. Cái cầu thang này là để đi lên tum ở chỗ bác để téc nước. Phòng vệ sinh bố trí cũng rất là thoáng, rộng. Đồ dùng là cũng tương đối xịn đấy. Xin giới thiệu tất cả các bạn, đây là bác Quang, chủ nhà nhé. Bác cho em hỏi là nhà này mình tự thiết kế hay là mua bản thiết kế mà đẹp đấy?
Tự thiết kế đấy, các bạn thấy giỏi không? Đấy, tự thiết kế mà mình cảm thấy rất hoàn hảo, đạt được khoảng 95% rồi. Còn một số cái điểm nữa bác sẽ khắc phục trong thời gian tới. những chỗ nào nó thiếu ấy thì mình lại tiếp tục coi như là bắt đầu Tổng mình khắc phục diện tích cả hai sàn là bao nhiêu mét bác nhỉ? 270 mét. 270 mét các bạn nhé. Ơi Tổng kinh phí xây dựng của nhà mình hết bao nhiêu anh nhỉ? à, nếu mà làm thì bây giờ là có nghĩa là một tiền công hay là cái gì? Tổng tất cả bác xây dựng năm 2018 đúng không? Hết tỷ mấy? Tỷ rưỡi không? Không, bác cứ hoàn thiện hết tạm tỷ rưỡi đấy. Đấy thì nó vẫn chưa hoàn thiện hết. Cái công xây dựng lúc đấy là bao nhiêu bác nhỉ? Công là 1.500.000. Rồi, công là cũng tương đối rồi đấy. Mà nó cái bể khuôn thì nhà làm to lắm, phải 20 khối. Rồi. Làm to thế thì đỡ phải hút. Đỡ. Rồi. Rồi, cảm ơn bác nhá.